Nè, con ăn đi. Anh kêu em ăn hả? Ủa, chị My. Ai kêu? Ủa? Cô Tâm My. Sao tự nhiên cô mặc ở đây vậy? À, em hiểu rồi. Để em vô ngồi ăn chung với hai người nha. Ờ. Tiếng Nga ơi. Tiếng Nga có thằng nhỏ đó. Đi học về đó. Đàn bà con gái gì? Ăn xong hãy nói. Vừa ăn vừa nói văn lúm lá ăn được nữa. Cái gì vậy? Tại vì tính tôi đó. Thằng thích làm nhiều việc cùng lúc. Cho em miếng đi. Ừ. Cho tôi muỗng đi Mai. Ừ. Em có biết bữa trưa của tụi anh có như đây không? Ừ. Đã trốn vô đây ăn rồi cũng theo vô được nữa. Bữa thôi. Ừ. Miếng chút xíu cũng được mà. Ừ. Không ăn, em hát cho hai người nghe nha. Cho miếng, cho miếng, cho miếng đi. Tại sao lại? Cho miếng, cho miếng, cho miếng đi. Tại sao lại? Đói quá, đói quá, đói quá đi. Thôi nè, cho ăn đi. Cảm ơn anh. Đúng nào mà đói. Quỷ quái. Mắc cười quá ha. Dạ. Mặt con á. Mặt con bị gì hả chú? Nè, coi chú nè, đây. Mặt con là mặt chú nha. Nhìn cho kỹ nha, nhìn nè. Làm gì mà căng cái vậy? Nè, coi nhìn chú học hỏi nha. Mình nướng thịt bình khoan thai thôi, bình thường nè, thấy chưa? Đó, dạ, con biết rồi, chú để con nướng cho. Thôi được rồi, để chú nướng cho. Thôi con biết rồi, con nướng cho, con nướng được mà. Được rồi, để chú nướng cho. Nè, bây miếng chín này nè. Cắt con ăn đi. Dạ. Bỏ đây nè. Rồi, uống lại. Nè, con ăn đi. Anh kêu em ăn hả? Ủa, chị My. Ai kêu? Ủa? Cô Tâm My. Sao tự nhiên cô mặc ở đây vậy? À, em hiểu rồi. Để em vô ngồi ăn chung với hai người nha. Ờ. Tiếng Nga ơi. Tiếng Nga có thằng nhỏ đó. Đi học về đó. Đàn bà con gái gì? Chị nói thêm cho. Đó. Nè, có uống được uống. Thôi. Mới lần đầu uống rồi rành quá ha. Ngon quá nữa. Ngon lắm á cậu. Ngon lắm á. Đây nè, ăn thịt. Con uống miếng nữa à. Uống miếng nữa thôi. Anh cũng uống luôn đi. Thôi. Đừng đi uống trà đá anh kìa. Mất công trở thành người cô gái bãi biển. Chú có thêm cái miếng thịt để nó mắc cười không? Con nói gì vậy? Miếng thịt có mắc cười gì đâu. Có mà. Con có sao không vậy? Đã nói rồi, không uống được thì đừng có uống.
Học theo người ta chứ không biết nữa. Chị ơi, chị đừng có nhìn ra mặt chị hề quá. Mặt chị có hề đâu hề. Em đi vệ sinh nha. Trong đây nè. Con sao vậy? Dạ. Ê, con sao? Không sao. Trời ơi, đã nói rồi, không uống được tiểu uống. Chân nghe quá sao không vậy? Tao bị đến nè rồi. Chị, uống không được, đừng uống. Gớm ghê quá. Tao ơi, đi mua dầu giúp nó đi. Ngủ dầu ra. Đừng uống không à. Mỗi lần uống là khóc mà khoái uống lắm. Em có sao. Ngon quá. Ngon. Lẩu ngon quá. Ngon. Trời ơi, cái thơm dữ vậy nè. Ờ. Ăn lẩu hả? Đi về hả? Trời cả nhà. Trời ơi. Anh đi con. Trời bụng muốn chết luôn. Trời ơi, trời ơi. Ê, cho em biết tên cái thằng Nhung đây, cho em Nhung. Chị ơi, chị ơi, có phải anh Nhung ngắp à? Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Ở đây ngồi. Dạ dạ. Trời ơi. Em đè con nhỏ vậy. Xuống. Ngon quá ạ. Chú ngồi đi chú. Thôi con ngồi đi, ăn đi. Được rồi. Mọi người sao đợi em về ăn chung vậy? Em không biết hả? Hôm nay là Julien đãi đó. Ôi đãi vậy? Anh Julien ơi, anh có lãnh lương hả? Ờ, đâu có đâu. Tại hôm nay là tâm lý tâm anh quay về, cho nên là mình mở tiệc để bà đãi mà. Ồ. Bà mình đóng góp đi chứ. Bộ dù mới lãnh lương mà. Trời ơi, tôi mà có tiền á là tôi đã đóng góp rồi đó. Cái số của tôi á, suốt ngày hả phải đi thiếu nợ người khác thôi. Cho nên khi mà tôi có tiền một cái, tôi sẽ đãi mọi người một bữa thịnh soạn ăn thiệt là ngon để trả nợ luôn á. Nhưng mà đợi đi nha. Anh Quốc, có bi không? Hả? Có phải là em đang nghĩ những gì anh nghĩ không? Yeah! Ăn lẩu là phải có bi. Có bi tôi phải hấp lẩu. Tất nhiên là có rồi. Đi đây. Cả nhà ơi. Cả nhà ơi, mọi người ơi. Đủ bia công nhận đã thiệt á. Đúng vậy. Anh Xu ơi. Thôi tải tiệc á. Sao mấy món này đơn giản quá à. Với lại á, lẩu này cũng không ngon lắm á nha. Không ngon mà bồ ăn li li vậy hả? Chị nói em á hả? Không. Nãy giờ em đâu nói gì đâu, em thấy ngon mà. Thôi, ăn từ từ. Ăn đi nè, ăn đi nè. Không ai giành của em đâu. Ăn đi, ăn đi. Vô cái mi. Vô nè. 2, 3. Vô. Em nghe thầy. Em tới đâu Nguyên? Mua có chưa? Lâu quá à. Thầy đói thấy sợ luôn á. Đói quá ăn đỡ tô mì của em. Đỡ tè le thét lét à. Không ngon lành gì hết đó. Nhanh nghe. Tôi đợi nghe. Dạ, dạ dạ em về liền. Rồi đi. Trời đất ơi. Ở đâu ra ngon quá vậy? Nãy ai chém ngoài cửa. Trời ơi, treo ngoài cửa hả? Ngon. Trời ơi, ai mà ai không ăn mà bỏ dư cho đợi xíu cho anh miếng nha. Mấy tô nó đũa lên khó khăn cho. Đợi anh xíu. Chớt cho anh đi.
Ủa sao sao hết rồi? Ừ, anh lấy to lâu quá à. Em ăn còn nhiêu đây nè, thấy không? Rồi chia cho anh phân nửa rồi đó. Mới bước vô có 5 giây á. Thôi ăn đi. Em như con cáo, còn anh như cành nho xanh. Anh vậy một lần nữa là em thấy bà với anh. Hey! Danh trắng cần gì nhiều ngoài ăn? Danh trắng cần gì nhiều ngoài ăn? Hủ tiếu, còn đi ăn bánh canh. Em ăn hủ tiếu, còn đi ăn bánh canh. Đi bánh canh em.